Hôm nay mình sẽ làm thước phim về một người phụ nữ kiên cường. Đây quán The Street có một người phụ nữ rất kiên cường. Cô ấy rất là xinh đẹp nha. Chị Hoa là bao tuổi rồi? Chị Hoa năm nay U60 rồi. À mới có 26 à? Mới U60. 26 và chị Hoa làm gì mà có nhiều rau này? Ui của đây này. Chị Hoa bán là thực phẩm sạch này, chị trái bí này, bát hoài. Chị Hoa bán cả bánh giò này, bánh giò đặc sản ở đâu ấy? Đặc sản Hà Nội. Ôi dồi ôi. Người Hà Nội làm. Hello. Con tửng. Rồi chị Hoa bóc cái bánh giò nhanh lên xem nào. Này siêu ngon. Bánh giò siêu ngon khổng lồ. Đâu rồi nào? Ngon. Cắt một chưa? Miếng cho người ta nhìn thấy nhân đấy. Đã ngon. Để cả cái miếng ấy kia nhìn nó mới sạch. Rồi cắt ra thôi. Sẵn ở góc bên này em. Đâu, khách mua hàng nhưng mà chị Hoa vẫn còn đang mải miếng bánh giò đó. À, siêu ngon chưa? Đấy. Hai cút nè. Rồi. Hai cút đây. Hai rồi, cút là bánh ăn nhá. Bánh giò hai cút. Rồi chị Hoa ăn đi. Chị Hoa thưởng thức đi em xem nào. Xem mà cái vị ngon của nó nó trôi để môi trôi vào cổ. Ai bán đâu ấy thì bà này bà quảng cáo gì mà. Bà ấy quậy á. Cho bà lên nào, mạng cả nhà này. Đấy, trả lời TikTok. YouTube. Đấy, thấy chưa? Thấy củ sắn rồi đấy. Ủa rồi ngon thế. Bánh giò Việt Nam đặc sản của Trần Hoa. Bà cứ mua đi bà. Hôm nay được mua miễn phí luôn, mua một tặng một luôn. Mua ba trái mướp tính tiền một trái thôi. Đấy. Chị Hoa sẽ bán đủ thứ này. Từ cherry cho đến khoai sọ, đến mít, nấm, thơm, cái gì hay đậu Hà Lan. Nhìn gái, xem hai chục em. Mắc dữ vậy? Đến xoài, đến tỏi, đến hành, đến ớt, cái gì chị Hoa cũng có. Đen mà đâu chị gì? Rồi, đậu phụ, trứng gà, bánh chưng, bánh giò. Đậu phộng. Đây là đậu phộng Việt Nam. Để mình tách thử một quả đó. Đấy. Chị Hoa rất đắt hàng nha. Đấy. Chị yên tâm đi, em vẫn quay chị mà. Em không bỏ lỡ cơ hội một giây phút nào của chị đâu. Không ăn. Đấy chị ăn. Đẹp lắm, đẹp gái. Nhà của em mà Hoa lưu giữ được bao nhiêu kỷ niệm đẹp phải không? Từ thời Covid đến bây giờ. Cổ qua này chắc 3.000 một trái thôi. Trái này mọi người. Đấy. Trái mận. Lắc cái bịch ra coi, khó lửa quá à.